Bộ ngoại giao Pakistan cho biết là Pakistan sẽ tham gia cuộc diễn tập chống khủng bố quốc tế dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới tại Menessa, bang Haryana của Ấn Độ. Pakistan sẽ tham gia cuộc diễn tập chống khủng bố do Ấn Độ đăng cai trong khuôn khổ tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO, bất chấp quan hệ giữa hai bên đang lạnh nhạt. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Pakistan nêu rõ, với tư cách là một thành viên của SCO, Pakistan sẽ tham gia cuộc diễn tập tại Ấn Độ. Đây sẽ là lần đầu tiên Pakistan tham gia các hoạt động diễn tập chung như vậy ở Ấn Độ. Động thái này được cho là có ý nghĩa quan trọng cho mối quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan đang căng thẳng sau khi New Delhi bãi bỏ điều 370 của hiến pháp để thu hồi quy chế đặc biệt của Jammu và Kashmir vào ngày 5 tháng 8 năm 2019. Bộ Thương mại Mỹ thông báo chính phủ nước này sẽ thắt chặt kiểm soát các hoạt động xuất khẩu chất bán dẫn và công nghệ động cơ tô khí đốt. Bộ thương mại Mỹ cho biết đang điều chỉnh danh sách kiểm soát thương mại cũng như những nội dung tương ứng trong quy định quản lý xuất khẩu nhằm kiểm soát bốn công nghệ. Theo tuyên bố, những thay đổi này phản ánh các biện pháp kiểm soát được chính phủ các nước quyết định khi tham gia thỏa thuận Wassenaar về kiểm soát xuất khẩu vũ khí thông thường, hàng hóa và công nghệ sử dụng kép. Việc thắt chặt kiểm soát xuất khẩu sẽ áp dụng đối với các vật liệu bán dẫn giải tần siêu rộng, phần mềm liên quan đến phát triển các mạch tích hợp và công nghệ đốt tăng áp được sử dụng để phát triển tuabin khí đốt. Ngày 13 tháng 8, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Bồ Đào Nha thông báo đã kiểm soát được đám cháy rừng lan rộng trên diện tích 17.000 ha ở vườn quốc gia Serra de Estrella được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Đám cháy rừng ở Bồ Đào Nha đã kéo dài suốt một tuần trước khi được khống chế trong đêm 12 tháng 8. Lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực để ngăn chặn nguy cơ bùng phát đám cháy mới, đặc biệt là khi gió vẫn đang thổi mạnh. Trước đó ngày 12 tháng 8, Bộ trưởng Nội vụ Bồ Đào Nha Jose Luis Camero gọi đám cháy này là một thảm kịch về môi trường. Bồ Đào Nha đã trải qua tháng 7 nóng nhất trong gần 100 năm qua. Các đám cháy rừng xảy ra từ đầu năm đến nay đã thiêu rụi khoảng 79.000 hecta đất tại nước này. Trong khi đó tại Pháp, lực lượng cứu hỏa duy trì cảnh giác cao độ, dù dường như đã kiểm soát được đám cháy rừng lớn tại miền Tây Nam nước này trong bối cảnh gió mạnh và bão chớp được dự báo sẽ xảy ra. Cảnh sát cho biết đám cháy trải dài 40 km tại các tỉnh Gironde và Lăng Quanh thành phố Bordeaux không có dấu hiệu lan thêm, trong khi lính cứu hỏa vẫn đang làm việc ở vòng ngoài của đám cháy. Ngày 13 tháng 8, các lái tàu trên toàn nước Anh bắt đầu đình công, đe dọa làm gián đoạn hoạt động đi lại của người dân nước này đúng vào dịp cuối tuần cao điểm. Các thành viên của nghiệp đoàn ASLEP làm việc cho 9 công ty đường sắt của Anh đã lên kế hoạch đình công trong vòng 24 giờ nhằm yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc và tăng lương. Kế hoạch này khiến phần lớn dịch vụ đường sắt của nước Anh bị gián đoạn. Tổng thư ký của Aslep cho biết các công ty này đã thông báo không thể hoặc sẽ không tăng lương cho các lái tàu. Trước đó, dịch vụ đường sắt Anh cũng bị gián đoạn hoạt động vì một số cuộc đình công, trong đó có cuộc đình công lớn nhất từ trước tới nay, kéo dài 3 ngày hồi tháng 6 vừa qua. Những người lái tàu mong muốn được trả lương cao hơn để ứng phó với lạm phát, được dự báo lên đến mức 13% vào cuối năm nay.